vị và các bạn đang theo dõi chương trình tổng hợp thông tin quốc tế nổi bật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Triều Tiên nhập cuộc, đòn bẩy mới cho Nga trong cuộc chiến Ukraine. Phương án triển khai quân đội Triều Tiên trên lãnh thổ của mình đã giúp Nga chuyển dịch dần từ thế trận đang giằng co sang giành lại cân bằng từng phần ở cả hậu phương lẫn tiền tuyến. Theo nguồn tin báo Tuổi Trẻ Online thông tin, chuỗi thông tin về sự xuất hiện của quân đội Triều Tiên trên lãnh thổ Nga gần đây cho thấy chính quyền Tổng thống Vladimir Putin đang triển khai một chiến thuật táo bạo nhằm khắc chế toàn diện kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong bối cảnh Ukraine tấn công vùng Kursk kể từ tháng 8 năm 2024 và uy hiếp trực tiếp thủ đô Moscow, cách vùng Kursk chưa đến 550 km, phương án triển khai quân đội Triều Tiên trên lãnh thổ của mình đã giúp Nga chuyển dịch dần từ thế trận đang giằng co sang giành lại cân bằng từng phần ở cả hậu phương lẫn tiền tuyến. Đầu tiên là phương diện củng cố lực lượng ở hậu phương khi quân đội Triều Tiên được ghi nhận đã bắt đầu tham gia huấn luyện ở một loạt các cơ sở quân sự thuộc vùng Primorsky, vùng Khabarovsk và tỉnh Amu thuộc khu vực viễn đông của Nga kể từ đầu tháng 10 năm 2024. Sự hiện diện này được giới chuyên gia đánh giá như một nước cờ cao tay khi vừa giúp nâng cao năng lực tác chiến của quân đội Triều Tiên, vừa giúp Nga giảm thiểu quan ngại về sự thiếu hụt lực lượng khi vừa phải huy động hơn 50.000 quân ở nhiều khu vực khác nhau đến chi viện cho chiến trường Kursk. Tiếp theo là phương diện điều hướng nhằm phân tán lực lượng của Ukraine ở tiền tuyến khi có nguồn tin cảnh báo rằng quân đội Triều Tiên đang trú đóng trong các doanh trại tạm thời ở Nga, cách biên giới Ukraine từ 40 đến 65 km. Các báo cáo từ Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc NIS và Tổng cục Tình báo Quân sự Ukraine GUR đều cùng cáo buộc Triều Tiên đang triển khai 4 lữ đoàn với tổng số 12.000 quân đến Nga theo lộ trình đến đầu tháng 11 năm 2024. Từ đó tạo nên viễn cảnh mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định rằng gần 8.000 quân Triều Tiên sẽ tham chiến cùng với 50.000 quân Nga ở vùng Kursk để giữ được lợi thế cản phá hiệu quả mũi tấn công của 30.000 quân Ukraine đang triển khai ở đây. Mặc dù giới phân tích quân sự cho rằng phía Nga phải huy động thêm gấp đôi 50.000 quân hiện tại để có thể thực sự đẩy lùi lực lượng AFU ở Kursk, nhưng viễn cảnh nói trên cũng đủ để chặn đà tiến công sâu hơn từ Ukraine vào lãnh thổ Nga. Kết hợp cùng với việc triển khai hơn 1/3 tổng quân số của chính quyền Tổng thống Belarus Lukashenko từ đầu tháng 8 năm 2024 nhằm giữ chân 120.000 quân AFU ở biên giới phía Bắc Ukraine, có thể thấy rõ khả năng cả Belarus và Triều Tiên đều đang hỗ trợ Nga phân tán lực lượng Ukraine một cách hiệu quả trên tiền tuyến. Anh tin rằng quân Triều Tiên sẽ gặp vấn đề khi phối hợp với Nga. Chính phủ Anh cho rằng quân đội Nga và Triều Tiên cùng chiến đấu ở Ukraine rất có thể sẽ gặp vấn đề khi phối hợp với nhau trên tuyến đầu, ghi nhận từ báo Tiền Phong cho biết. Lực lượng Nga và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên gần như chắc chắn sẽ gặp khó khăn về tương tác vì trước đây họ chưa từng tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung, Bộ Quốc phòng Anh viết trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 3 tháng 11. Tình báo Ukraine, Hàn Quốc và phương Tây nói rằng Triều Tiên đã đưa từ 10.000 đến 12.000 binh lính đến Nga để hỗ trợ Moscow trong cuộc xung đột với Kiev. Tuần trước, Mỹ nói rằng có khoảng 8.000 binh lính Triều Tiên đang hiện diện ở khu vực gần biên giới Ukraine. Chúng tôi vẫn chưa thấy những binh lính đó được triển khai để chiến đấu với Ukraine, nhưng điều đó có thể xảy ra trong những ngày tới. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và hai quan chức đồng cấp Hàn Quốc. Phương Tây gọi đây là sự leo thang đáng kể trong cuộc xung đột Nga-Ukraine kéo dài dai dẳng gần 3 năm qua. Tuần trước, Ngoại trưởng Triều Tiên Cho Son-hui cho rằng Nga sẽ giành được chiến thắng to lớn trong cuộc đấu tranh thiêng liêng nhằm bảo vệ quyền chủ quyền và lợi ích an ninh. Chúng tôi sẽ sát cánh cùng các đồng chí Nga cho đến ngày chiến thắng, bà nói. Các chuyên gia phương Tây cho rằng binh lính Triều Tiên quen sống trong môi trường cách biệt với bên ngoài nên có thể gặp vấn đề về giao tiếp và phối hợp với lực lượng Nga. Dù quân đội Triều Tiên đang được huấn luyện tại các cơ sở quân sự của Nga ở Viễn Đông, nhưng khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, đào tạo và học thuyết quân sự có thể làm giảm hiệu quả của các lực lượng Triều Tiên cho đến khi họ hòa nhập tốt hơn với những đơn vị Nga. Andrew Yao, thành viên cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Châu Á thuộc Viện Brookings ở Washington DC nhận định, tuy nhiên lực lượng Nga và Triều Tiên sẽ có một số lợi thế quan trọng. Với 10.000 quân, lực lượng Nga sẽ được hỗ trợ đáng kể, nhất là vì đội quân này đến từ hàng ngũ tinh nhuệ của Triều Tiên, chuyên thực hiện những nhiệm vụ khó khăn. Dù có thể không quen thuộc với lãnh thổ và vũ khí của Nga, nhưng quân Triều Tiên không cần đào tạo chuyên sâu về súng, súng trường, súng cối và các loại thuốc nổ khác mà Nga sử dụng để chống lại Ukraine,
giáo sư Ramon Pacheco Pardo, một chuyên gia về quan hệ quốc tế tại Đại học King's College London, nhận định. Chính phủ Anh tin rằng gần như chắc chắn một số binh lính Triều Tiên đã được điều đến tỉnh Kursk của Nga. Tháng trước, cơ quan tình báo quân sự GUR của Ukraine cho biết đã phát hiện quân đội Triều Tiên ở Kursk. Hàn Quốc không điều quân đến Ukraine, nhưng cân nhắc gửi vũ khí sát thương. Ngày 1 tháng 11, Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Shin Kwon-sik nói rằng nước này hoàn toàn không cân nhắc việc điều quân tới Ukraine, một động thái mà Seoul cho là nhằm phản ứng việc Triều Tiên gửi quân đến Nga, theo hãng thông tấn Jonhap. Ghi nhận nguồn tin từ báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Shin đưa ra phát ngôn này trong phiên điều trần của Quốc hội Hàn Quốc. Điều Shin nhấn mạnh rằng ông tin việc triển khai nhóm quan sát viên và nhà phân tích của Hàn Quốc tới Ukraine là điều cần thiết. Nếu quân Triều Tiên được triển khai tới Nga, có được kiến thức về các chiến thuật chiến tranh hiện đại, bao gồm cả việc sử dụng máy bay không người lái, thì chuyên môn đó có thể được chia sẻ cho các lực lượng chính quy của Triều Tiên. Ông Shin lưu ý, nói thêm rằng Hàn Quốc cũng cần có được những hiểu biết tương tự. Cùng ngày, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Tae-yoon nói rằng Hàn Quốc cân nhắc khả năng gửi vũ khí cho Ukraine để đáp trả việc Triều Tiên hỗ trợ Nga. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, Hàn Quốc đã cung cấp viện trợ phi sát thương cho Ukraine, bao gồm thiết bị rà phá bom mìn, nhưng đến nay vẫn từ chối yêu cầu cung cấp vũ khí sát thương. Mọi kịch bản đều đang được xem xét, ông Cho nói về khả năng gửi vũ khí sát thương cho Ukraine. Ông Cho biết Seoul sẽ theo dõi mức độ tham gia của quân Triều Tiên tại Nga và những gì Moscow có thể cung cấp cho Bình Nhưỡng để đổi lại việc gửi quân. Hôm 30 tháng 10, một quan chức Hàn Quốc cho rằng Moscow có thể cung cấp cho Bình Nhưỡng công nghệ quân sự và dân sự để đổi lấy việc gửi quân. Hàn Quốc và Ukraine cho rằng Triều Tiên có kế hoạch gửi khoảng 11.000 sang Nga để tham chiến ở Ukraine và 3.000 binh sĩ Triều Tiên sẽ đến vùng viễn đông Nga. Moscow và Bình Nhưỡng nhiều lần bác bỏ thông tin Triều Tiên gửi quân đến Nga. Theo nguồn tin báo Tuổi Trẻ Online ngày 1 tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh của Ukraine hãy thôi đứng nhìn và hành động ngay để giải quyết sự hiện diện của binh lính Triều Tiên tại Nga trước khi những quân dân này bắt đầu đối đầu với lực lượng Ukraine trên chiến trường, theo hãng tin Reuters. Trong video đăng trên ứng dụng Telegram, nhà lãnh đạo Ukraine đánh giá Triều Tiên đã đạt được tiến bộ về năng lực quân sự, triển khai tên lửa, sản xuất vũ khí và thật không may là giờ đây họ sẽ học được tác chiến hiện đại. Hàng ngàn binh lính đầu tiên từ Triều Tiên đang ở gần biên giới Ukraine. Người Ukraine sẽ buộc phải tự vệ trước họ, ông nói. Đoạn video dài 3 phút này xen kẽ những bình luận của ông Zelensky với hình ảnh binh lính Triều Tiên và các vụ phóng tên lửa, cũng như hình ảnh về xung đột Nga-Ukraine và Liên Hiệp Quốc. Tổng thống Zelensky thông tin Ukraine đã xác định được mọi địa điểm mà lính Triều Tiên được bố trí tại Nga. Nhưng ông cho biết các đồng minh của Ukraine ở phương Tây đã không cung cấp vũ khí tầm xa cần thiết để Kiev tấn công họ. Nhưng thay vì cung cấp năng lực tầm xa cần thiết như vậy, Mỹ lại quan sát, Anh quan sát và Đức quan sát. Mọi người trên thế giới, nếu thật sự muốn cuộc chiến này không lan rộng, thì không nên chỉ đứng nhìn. Họ phải hành động. Những lời nói về việc không thể chấp nhận leo thang và lan rộng chiến tranh phải đi đôi với hành động, ông Zelensky nhấn mạnh. Trong chuyến thăm Nga ngày 1 tháng 11, Ngoại trưởng Triều Tiên Choi Son-hui nói với đồng cấp Nga Sergei Lavrov rằng Bình Nhưỡng sẽ ủng hộ mạnh mẽ và hỗ trợ quân đội Nga cho đến khi Moscow chiến thắng ở Ukraine. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và đừng quên đồng hành cùng chúng tôi trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Chúng tôi liên tục cập nhật thông tin mới ở các khung giờ để phục vụ quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp quý vị trong những chương trình tiếp theo.